Đáp án chương trình đồng hành cùng phim Dạ Dàng, phim Chó Thần Triệu Tử Long tập 47. Triệu Phạm đã bỏ tiền cho Bạch Mi đạo trưởng Luyện Tiên Đan để cầu trường sinh bất lão. Câu hỏi để tham gia chương trình đồng hành cùng phim Dạ Dàng, phim Chó Thần Triệu Tử Long tập 48. Gia Cát Lượng đã yêu cầu Chu Du làm thất tinh tế đàn ở đâu để làm phép? Cách thức tham gia: bước 1, trả lời đúng và nhanh nhất bằng cách nhắn tin vào Messenger fanpage của đài. Thời gian nhắn tin ngay từ lúc kết thúc tập phim chứa nội dung có câu trả lời được phát sóng trên VTV11 đến lúc chiếu tập tiếp theo. Cú pháp nhắn tin: câu trả lời khoảng trắng, họ và tên khán giả, khoảng trắng, số điện thoại để trả thưởng nếu đạt giải. Bước 2, like bài. Bước 3, chia sẻ bài về trang cá nhân. Chúc các bạn thành công.